Zone chưa hồi dịch chuyển, còn một chút xíu nữa. Một pha di chuyển suýt chút nữa đã trở thành sai lầm của Sư, nhưng có vẻ nó vẫn sẽ hơi sai. Tung triệu đô đẩy ngược trở về, nhưng chiều cuối rất đẹp đến từ Jinky. Rô lao vào, mục tiêu Rô chém là Sọp. Sọp vẫn còn nhiều máu, Kim Hua lao vào trước. Kim Hua có chiều cuối mòn băng lên Rô. Người đầu tiên nằm xuống là Jinky, và tiếp theo là Rô. Và Warzone cũng đã phải thoát ra không khỏi cái tấn công. Cái báo oán của Sọp không qua được cái tường đó, và thậm chí rằng nếu có qua thì chưa chắc đã có thể hạ gục được, chưa có thể báo oán được Sư. Và có lẽ sẽ có một tình huống giao tranh. Jinky nhận khiên đen, sứ giả khiến đất đạt được ăn rất nhanh. Shinichi là người bị dính sát tường, có 5 người, 10 người, và chiêu cuối chú ý 3 thành viên. Người đầu tiên phải nằm xuống là Gragas, và Sọp đang bắn, nhưng Sọp bị dính quá nhiều sát tường. Đó là Trick, Trick bắn rất tốt, Trick liên tục gây sát tường. Lissandra đã mất cú chiêu cuối của mình. Jinky thấp máu, Jinky phải lên bảng, nhưng Celeb đang bắn. Người bị giữ lại là King of War, King of War phải lên bảng luôn, và chưa chắc là Shinichi đã thoát được. Đây có vẻ như sẽ là phá quét sạch, nhưng không, bởi vì 3 giây nữa, 1 giây nữa Gragas đã ra. Nó gần như là một phá quét sạch cho các thành viên đội tuyển Sài Gòn Joker. Họ tiếp tục vẫn đang muốn thực hiện một tình huống ganh nữa, pha ganh nhằm vào King of War. Họ lao ra rất nhanh, lại có Celeb ở đây. Có luôn một tình huống gươm bộ giành, bật chiều cuối bắn rất đau, bắn vô cùng. Và Celebrity với cái tầm bắn không thể nào mà tin nổi của mình, hạ gục thành công được King of War. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nó thành công, và Celebrity không bị làm sao ấy. Đó thì chiêu cuối của Shinichi đẹp hơn. Rô đang lao lên với đại thử thách gắn vào người Shinichi, kích hoạt thành công đại thử thách. Jinky đằng sau lưng lên bảng, cọc bò bắn rất đau, và Rô cũng có cơ hội phải nằm xuống, nhưng Rô thoát qua phía kia tường bằng một tình huống lao tới. Anh ta về được thì ngay lập tức anh ta tràn ra, không còn hữu khống chế nào gây cho anh ta nữa. Anh ta được bắn một cách thoải mái trong pha giao tranh đấy. Jinky đang muốn đâm vào, hơi sai, anh ta bị giữ lại. Có khổng lồ hóa, có hầm mộ hắn băng lên người của Jinky, và anh ta sẽ phải nằm xuống. Thì Gearbox Fluid sẽ an toàn hơn trong những tình huống mà có thể Celebrity tàng hình ra. Nhưng đây là một tình huống mở giao tranh bên phía đội tuyển Sài Gòn Joker, và nguồn sát thương đang được bắn. Và Sọp bị chặn lại, nhưng không sao, anh ta đang được xả sát thương ở phía đằng sau. Rowe lao vào, King War dùng chiêu cuối lên bản thân mình, anh ta tìm vào Rowe, anh ta đang cố gắng làm choáng Rowe nhưng không được. Và đấy là một chiêu cuối đến từ Ness, đã hất được Rowe lên. Rowe sẽ lên bảng đếm số. Tiếp tục là một pha giao tranh có lời hơn dành cho Gearbox Fluid. Người ta gọi đây là gọng kìm, hay còn gọi là bánh mì kẹp thịt. Sài Gòn Joker đang muốn làm, nhưng tôi không chắc nó có hay hay không. Nhưng chiêu cuối tạm thời là đẹp, Fury là mục tiêu, nhưng Rowe bị tấn công rất đau. Rowe đã phải lên bảng, Celebrity đang bắn quá đau, nhưng hết sát thương. Không có thành viên nào của Gearbox Fluid phải nằm xuống. Có độc, cái độc đến từ Celebrity đã kết liễu thành công được Brom. Và 1-1, Sài Gòn Joker có thêm được con rồng. Sài Gòn Joker muốn làm gì đây? Lulu đã đến nơi, sẽ có giao tranh nổ ra. Chiêu cuối sẽ Joanny chưa hồi lại, đó là điều Gearbox Fluid họ biết. Họ ăn Baron, tốc độ ăn rất nhanh. Rowe lao vào, Rowe sắp bốc hơi, Baron về các thủ lĩnh Gearbox Fluid. Họ tràn ra, sọp bắn rất đau. Celebrity bắn cũng đau nhưng không đau bằng, và Celebrity phải nằm xuống. Warzone lao vào, Warzone thoát ra được. Fury đang là người lao lên, Warzone khả năng có quay rất tốt. Tôi nghĩ rằng Fury sai rồi, Fury phải nằm xuống mà thôi. Như vậy là một tình huống mà sẽ là lời hơn cho bên phía Gearbox Fluid khi họ ăn được con Baron mà thôi. Còn về điểm hạ gục là gần như là như nhau. Và Sài Gòn Joker cũng đoán ra có mắt đối phương ở đây, và họ ép giao tranh. Fiora ở khu vực đường trên, Fiora có dịch chuyển. Jinky bắn quá đau, đau quá. Và chiêu cuối thả ra, Sọp bấm khai lệ thuật. Jinky sắp thoát nhưng không thể nào mà thoát được. Kim Hua lao vào, Rowe đang ở giữa đường đối phương. Rowe bóp hơi, và bây giờ thì lao vào kéo là Net. Và Celebrity đang bắn nhưng không đau, Net rất cứng. Nhưng Gearbox Fluid biết thừa điều này, họ có thể sẽ sử dụng Cogmo. Họ có lẽ sẽ sử dụng Cogmo làm con mồi rất thơm để câu các thành viên đội tuyển Sài Gòn Joker lao lên. Nhưng bây giờ thì máu hơi ít, Celebrity có khiên. Đây, bắn tay đôi rất đau, Sọp chưa phải lên bảng. Sọp lên rồi nhưng Celebrity sẽ phải lên theo. Câu đổi chắc chắn là và thậm chí là lời dành cho Gearbox Fluid. Lại thêm một con mắt hồng nó được cắm ra, và bây giờ là một thời điểm mà lại tiếp tục dụ giao tranh đến từ bên phía kia. Bạn còn đường băng giá và sẽ là một pha mở giao tranh, nhưng Shinichi chặn được, đỡ được. Rowe lao vào, Rowe lại có cơ hội bốc hơi trong khoảng thời gian ngắn, nhưng Rowe rút ra. Celebrity đang bắn, Really bắn quá đâu. Celebrity bắn hết, anh ta bắn sạch đội hình của Gearbox Fluid. Sát thương của anh ta quá lớn, chỉ cần một người chặn Sọp thôi là trận đấu có thể kết thúc. Và Sọp vẫn đang ở đây, vẫn đang bị cò quay bởi Morgana trong tay của Sư. Anh ta đang phải lùi về, đang cần hút máu, tìm một cái chỗ đứng. Không, tôi nhầm, trận đấu này chưa thể kết thúc được. Chưa thể kết thúc được, đâu phải là chuyện đùa, đâu phải là chuyện để đùa ở đây đâu. Trick vẫn đang thể hiện được rõ cái sự khó chịu của mình. Trick đang tàng hình,
phía bên trong kia có mắt. Thuyết chỉ cần đi nhầm một bước chân. Bao ra rất đấy nhỉ, rất thương, là rất thương. Giang bắn sọt bắn rất đau. Warzone tốc biến có bị kiên tưởng. Warzone lên bảng đếm số. Thuyết phía đằng sau lưng không được chơi. Celebrity roll ra lao lên, họ chọc vào sọt, mất rất nhiều máu rồi. Sọt phải lên bảng, Shinichi cũng phải lên bảng. Celebrity còn đủ sức cổ quay, nhưng Celebrity bị báo oán. Rất tuyệt vời cho cả hai đội tuyển. Hai đội tuyển đang làm cho tôi phải cảm thấy nóng hết cả người. Và nóng như thế này thì làm sao phải mặc gắn miếng rơ. Thật không thể tin được, thưa quý vị và các bạn. Đôi lúc sai lầm nó chỉ đến từ những tình huống như thế này mà thôi. Và quét sạch dành cho Gigabyte Full Lewis. Đã nói thật rồi, không thể tưởng tượng nổi điều gì đang xảy ra tại nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ. Đấy, và lao qua bên này tường, họ định ép giao tranh và có sọt vào đây. Sai thật rồi, khác thật. Warzone mất máu. Warzone lên bảng đếm số ngay lập tức. Sọt thoát ra bên ngoài, sọt đang được bắn. Celebrity bị chăm sóc rất kỹ. Celebrity bắn rất đau. Celebrity hạ gục tiếp được Fury. Và sọt vẫn còn sát thiên thần, nhưng Rowe đang lao lên. Rowe rất anh dũng. Sọt cần phải lùi về, không nên bắn nhiều. Lùi về đi, nếu như còn muốn giữ nhà giữ cửa, anh ta lùi về thật. Vẫn không thể nào biết được trận đấu này sẽ diễn ra thế nào. Quá căng thẳng, Celebrity đang bắn cực tốt trong cái pha thi đấu vừa rồi. Nhưng giao tranh này là giao tranh then chốt. Nó cắm sẽ có kết quả như thế nào đây? Mắt hồng đã được cắm. Đổi nhà cho nhau. Áp trận rồi. Sài Gòn Joker cần phải về nhanh vì đối phương đang bắt đầu bắn vào nhà của mình. SOM đã bật cao sọ áo pháp lên. Đó là thời điểm họ lao vào, họ đang ép giao tranh. Và Rowe bị đẩy sâu vào đội hình. Trick đang bắn, Trick bị dính kiệt sức. Trick bị đẩy ngược trở lại. Trick bị gây rất nhiều sát thương, nhưng Trick cũng bắn ngược trở lại. Đâu rồi? Sợ đã về dạng giáp thiên thần. Anh ta lên, anh ta không ngồi cao sọ áo pháp. Anh ta bốc hơi và quét sạch. Và là chiến thắng dành cho các thành viên đội tuyển Sài Gòn Joker. Và như vậy, thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ có trận thi đấu thứ 5. Một giải đấu mà có rất nhiều trận thi đấu thứ 5. Và chúng ta sẽ chuẩn bị có trận đấu thứ 5 giữa Gigabyte Full Lewis cùng với Sài Gòn Joker. Tôi rất muốn, rất háo hức để xem lại cái pha thi đấu vừa rồi. Một pha thi đấu mà Celebrity đã chọn vị trí lao vào rất khéo léo. Anh ta là điểm sáng nhất của Sài Gòn Joker trong trận đấu này. Cách tháo tai nghe thôi cũng thể hiện được sự mạnh mẽ của Celebrity rồi.